chào các bạn ha. Giờ này là khoảng 6 giờ rưỡi các bạn, 6 giờ rưỡi tối. Đây thì là ngày 30, giờ mình vào cái nhà sau lưng mình xem thử cái chủ nhà là ai nha các bạn. Đó, nó gia đình rất xinh rồi. Bức tranh bằng gỗ đẹp quá hả? Đây là đồ cổ, đồ cổ thời vua Quang Trung, vua Minh Mạng. Và chủ nhà này làm ăn kinh tế tốt quá hả? Giấy khen đầy hết rồi. Đưa bụng đây, đưa bụng bầu à, bà bầu đây, bụng bầu đây. Rồi, rồi tiếp tục xuống đây, quay đây nhà dưới. Trước mắt mình là chủ nhà, lát nữa phỏng vấn tưởng là ai, mình cứ vô nhà mình quay đại thôi chứ mình chẳng biết ai đó. Lát nữa phỏng vấn sao, cứ đột nhập vô nhà quay đại đi. Rồi xuống nhà dưới này luôn, quay vô đây. Đây là hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vĩnh Thạnh tặng giấy khen bà Đoàn Thị Đào, chi hội trưởng chi hội phụ nữ Định Trường xã Vĩnh Loan đạt danh hiệu phụ nữ tiêu biểu. Gia chủ này, ông bà gia chủ này có rất là nhiều giấy khen tặng ha. Láng lại mình phỏng vấn. Ngôi nhà rất là ấm cúng ha. Bàn ghế tủ, đây là những người trung à, đây là bông cúc rất là đẹp, bàn rất là khang trang. Nãy giờ mình quay tất cả những cái quang cảnh của cái nhà này, chẳng biết chủ nhà là ai hết á. Đây là anh ba ha, không biết bà con với mình, không biết là chỉ biết bố mẹ của ảnh là ba má, cũng là ba má ruột của mình luôn. Còn đây là ai trong ngôi nhà này? Ở dì cười, ở dì cười nè. Đây là đây là đặng Chí Trung không, quản gia của ngôi nhà này đúng không? Quản gia. Bây giờ là các cái nghi thức cúng. Rồi cúng xong rồi giờ dọn dưới đất, em mới ăn đủ á, đau lắm. Họ đạn đông lắm à. Chỉ có trong này trong này chỉ có mấy người không có họ đạn thôi. Ghê. Đương nhiên đây là phải dọn dưới đây ăn đủ, dọn bàn chắc ăn đủ á.